Xin chào các bạn quay trở lại với vlog của Yêu Bay. Hôm nay là đầu tuần, chúng ta sẽ điểm lại một số thông tin hàng không đáng chú ý trong tuần qua. Triển lãm hàng không Dubai lần thứ 15 đã kết thúc vào ngày 16 tháng 11 năm 2017. Các nhà tổ chức cho biết lượng khách tham gia sự kiện năm nay đã tăng khoảng 20% so với sự kiện năm 2015, đạt hơn 79.000 lượt khách. Tổng giá trị các đơn hàng đã đạt được trong 5 ngày triển lãm đạt kỷ lục gần 114 tỷ đô la Mỹ. Triển lãm đã ghi nhận các hợp đồng mua bán máy bay kỷ lục chưa từng có. Theo đó, hãng Airbus đạt được hợp đồng mua máy bay đơn lẻ lớn nhất từ trước đến nay, có tổng giá trị niêm yết lên tới 49,5 tỷ đô la Mỹ từ quỹ đầu tư của Mỹ Indigo Partners cho tổng cộng 430 chiếc các loại thuộc gia đình A320neo, bao gồm A320 và A321neo. Indigo Partners là quỹ đầu tư đang sở hữu nhiều hãng hàng không giá siêu rẻ Ultra Low Cost Airlines như Wizz Air, Frontier Airlines, JetSmart, Volaris. Trong khi đó, đối thủ Boeing cũng đạt được hợp đồng khủng từ nước chủ nhà với hợp đồng đặt mua hơn 225 máy bay thuộc dòng Boeing 737 MAX trị giá 27 tỷ đô la Mỹ từ hãng Fly Dubai. Trước đó, ngay trong ngày đầu tiên của triển lãm, Boeing cũng đã đạt được hợp đồng đặt mua 40 chiếc Boeing 787-10 Dreamliner trị giá 15 tỷ đô la Mỹ từ hãng Emirates. Bên cạnh việc triển lãm các máy bay, sự kiện còn có các hội nghị chuyên ngành liên quan, nơi các lãnh đạo và các doanh nghiệp trong ngành giao lưu, chia sẻ các kiến thức, thông tin mới nhất. Theo báo cáo về chất lượng dịch vụ hàng không mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ được phát hành vào thứ Năm vừa qua, 12 hãng hàng không lớn nhất trong nước đã từ chối không cho bay tổng cộng 2.745 trường hợp hành khách đã có vé trong quý 3 năm 2017. Con số này tương ứng với tỷ lệ có 0,15 trường hợp xảy ra trên mỗi 10.000 hành khách. Trong khi đó, cùng thời điểm này năm ngoái, tỷ lệ này cao gấp 4 lần, tức là có khoảng 0,69 trường hợp xảy ra trên 10.000 hành khách. Con số này cũng thấp hơn tỷ lệ 0,44 trường hợp của quý 2 trước đó. Đây chính là tỷ lệ thấp nhất được ghi nhận kể từ khi số liệu về hành khách bị cắt khỏi chuyến bay được thống kê vào năm 1995. Sự thay đổi tích cực này được cho là đã có những phản ứng tiêu cực từ dư luận trong vài tháng qua về việc các hãng hàng không đã từ chối bay đối với hành khách không tự nguyện nhường chỗ do chuyến bay bị bán quá số lượng vé theo cách thô bạo. Trong số những hãng hàng không được thống kê, các hãng truyền thống có tỷ lệ hành khách bị cắt thấp hơn các hãng giá rẻ hay siêu rẻ. Trong một buổi triển lãm hàng không Dubai vừa qua, hãng Boeing đã giới thiệu thiết kế buồng lái sẽ được sử dụng cho dòng máy bay mới nhất Boeing 777X. Đầu tiên là việc lần đầu tiên màn hình cảm ứng LCD cỡ lớn được cải tiến sẽ xuất hiện trong buồng lái của một dòng máy bay thương mại, giúp hiển thị nhiều thông tin hơn. Boeing 777X được trang bị màn hình cảm ứng LCD kích cỡ 12 x 9 inch, giúp phi công giảm thiểu công việc và thực hiện nhiều thao tác trên màn hình cảm ứng. Ngoài ra, Boeing cho biết Boeing 777X thừa hưởng các ưu điểm về thiết kế mới nhất của cả Boeing 777 và Boeing 787, đồng thời được bổ sung các công nghệ mới nhất. Các thiết kế trên buồng lái cũng sẽ không khiến phi công mất nhiều thời gian để làm quen bởi trải nghiệm sẽ giống như Boeing 777-300ER. Điều này giúp các hãng tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo phi công cũng như việc luân chuyển độ bay được linh hoạt. Chiếc Boeing 737-800 của Mango Air vừa xuất phát từ sân bay Johannesburg ở Nam Phi hôm 19 tháng 11 đã va phải chim vào động cơ. Hình ảnh do hành khách trên máy bay ghi được lại cho thấy một phần động cơ đã bị móp. Tàu bay sau đó đã phải quay lại sân bay xuất phát và hạ cánh an toàn. Hành khách phải xuống máy bay và chuyển sang một máy bay khác. Ấn Độ trở thành nước đầu tiên có sân bay vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Sân bay Cochin ở nước này đã trở thành sân bay đầu tiên sử dụng loại năng lượng sạch. Đây là sân bay lớn thứ tư của Ấn Độ. Một nhà máy điện năng lượng mặt trời 12 MW đã được xây dựng ở sân bay để tạo ra đủ điện năng cho các hoạt động tại đây. Nhà máy bao gồm 46.150 tấm pin mặt trời trải rộng trên diện tích tương đương 25 sân bóng đá ở khu vực ga hàng hóa của sân bay. Và đó là những thông tin mà đáng chú ý trong tuần qua. Và các bạn đừng quên nhấn subscribe vào kênh của chúng tôi ở trên YouTube, cũng như like fanpage của chúng tôi trên Facebook.
Ngoài ra chúng tôi có Instagram tại địa chỉ là a.uabay, các bạn đừng quên follow nhé. À và quên nữa là Vlog 100 đang đến rất là gần rồi, vậy hãy nhấn ngay quả chuông trên YouTube để có thể nhận được thông báo khi mà có Vlog số 100 nha các bạn. Rồi, BNC xin chào các bạn.